Đồ gỗ Sơn Đông xin kính chào quý khách. Kính thưa quý khách, khi nhắc đến gỗ tự nhiên quý hiếm không thể nào bỏ qua là gỗ gõ đỏ, vì màu gỗ sáng hài hòa, gỗ ít sâu mọt và bộ bàn ghế gỗ gõ đỏ đẹp sang trọng thể hiện sự tiện nghi đẳng cấp cho ngôi nhà. Và những kiểu bộ bàn ghế phòng khách có kiểu dáng truyền thống chưa bao giờ lỗi mốt bởi sự vững chãi chắc chắn. Và nếu phòng khách của mọi người không quá lớn, bộ bàn ghế ngày hôm nay em giới thiệu sẽ là một gợi ý hay. Và đó là bộ bàn ghế Minh Quốc Truyện có kích thước tay cột là 10 cm. Bộ bàn ghế này gồm 6 món: một bàn, một ghế dài, hai ghế đơn, một đôn trà và một đôn ngồi, và đang được công ty chúng em bày bán với mức giá 27.500.000 đồng. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến ghế dài. Ghế dài cao 1m1, rộng 50cm, dài 2m. Khi nói đến phần thiết kế thì bộ bàn ghế này mang một phong cách tông cổ điển đặc biệt, nhẹ nhàng tinh tế nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Với thiết kế đơn giản nhẹ nhàng mang đến sự dễ chịu cho người nhìn, cùng với họa tiết tùng trúc cúc mai được điêu khắc tinh tế sắc nét trên lưng ghế. Và tùng trúc cúc mai có ý nghĩa đem lại may mắn thịnh vượng cho gia chủ, kết hợp với tay ghế mềm mại đã tạo nên một thế ngồi vô cùng thoải mái. Chiếc ghế dài này chúng ta có thể ngồi cùng lúc 3 đến 4 người mà vô cùng thoải mái, kết hợp với những đường vân gỗ tự nhiên đã làm cho bộ bàn ghế thêm phần nổi bật. Và tiếp đến là bàn. Bàn có chiều cao là 50cm, rộng 60cm, dài 1m2. Chân bàn và chân ghế được trang trí vô cùng tỉ mỉ. Phần chân được làm bảng to, làm cho bộ bàn ghế thêm phần chắc chắn và uy nghi hơn. Mặt bàn được thiết kế khung tranh giúp làm nổi bật lên những đường vân gỗ mềm mại, uyển chuyển, tạo nên một vẻ đẹp cuốn hút khó tả, khiến cho bộ bàn ghế trở nên vô cùng sang trọng và đẳng cấp. Tứ diện của bàn được chạm khắc hoa văn đơn giản và sắc nét, kết hợp với màu gỗ vàng nâu hài hòa đã góp phần cho bộ bàn ghế thêm phần sắc nét và tinh tế. Kế đến là ghế đơn. Ghế đơn cao 1m1, rộng 50cm, dài 90cm. Và ghế đơn cũng có thiết kế tương tự ghế dài, tạo sự đồng nhất cho sản phẩm. Và bộ bàn ghế Truyện Minh Quốc gỗ gõ đỏ này khiến cho người dùng vô cùng thích thú bởi sự tươi mới, trẻ trung, vừa mang lại nét độc đáo hiện đại, vừa mang chất cổ điển quen thuộc và không hề kém phần uy nghi, sang trọng, đẳng cấp. Và bộ bàn ghế này chính là một trong những gợi ý thú vị cho những khách hàng yêu thích sự hiện đại, trẻ trung và hướng đến phong cách sang trọng và đẳng cấp. Tiếp theo là đôn trà. Đôn trà cao 55cm, rộng 40cm và dài 50cm. Và đôn này chúng ta có thể để chính giữa hai chiếc ghế đơn và mọi người có thể trang trí thêm bình hoa để tạo nên sự tươi mới cho phòng khách. Và ngoài ra bàn và đôn trà còn được chúng em tặng kèm kính 8 ly để hạn chế việc chảy xước của sản phẩm. Cuối cùng là đôn ngồi. Đôn ngồi có kích thước 40x40cm, dù là vật dụng nhỏ nhất trong bộ bàn ghế cũng được chúng em lựa chọn rất tỉ mỉ. Nếu như mọi người yêu thích sản phẩm này thì hãy liên hệ cho em theo số điện thoại 0372154068 hoặc ghé trực tiếp tại cửa hàng Nội thất Sơn Đông chi nhánh Tiền Giang, nằm tại địa chỉ 108 ấp Bắc, phường 10, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Và để xem thêm nhiều sản phẩm khác như bàn ghế phòng khách, bàn ăn, tủ tivi thì hãy truy cập trang web noithatsondong.com. Và khi mua sản phẩm bên công ty của chúng em là chế độ bảo hành 5 năm và bảo trì vĩnh viễn, cùng với chính sách 1-1 trong vòng 30 ngày đầu tiên sử dụng. Và video kem đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại quý khách ở video lần sau. Chúc quý khách có một ngày làm việc vui vẻ. Xin cảm ơn.